Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Minh Tuấn Mobile. Thời gian gần đây thì có rất nhiều smartphone còn cao cấp đã được ra mắt với những cái tính năng độc đáo như là camera xoay lực, pop up, màn hình trang viên, cảm biến vân tay trong màn hình, vân vân và mây mây với mức giá khoảng trên 10 triệu đồng. Và ngay hôm nay trong video này thì mời các bạn hãy cùng Quỳnh điểm qua những sản phẩm nổi bật ấy nha. Đầu tiên mà chúng ta muốn nhắc đến đó chính là Redmi K20 Pro. Có lẽ được nhắc đến nhiều nhất trong 2 tuần gần đây đó chính là chiếc Redmi K20 Pro, mẫu flagship đầu tiên của Redmi sau khi đã tách khỏi Xiaomi là một cái thương hiệu con. Tại sự kiện thì Redmi đã ra mắt hai phiên bản là K20 và K20 Pro, nhưng mà K20 Pro mới lại là sản phẩm được chú ý nhất khi mà chiếc điện thoại này có trang bị cấu hình cực kỳ mạnh mẽ, thiết kế đẹp, camera selfie pop-up, cảm biến vân tay ở trong màn hình, nhưng mà giá thì vẫn chưa đến 10 triệu đồng. Cái giá này là ở Trung Quốc nha. Về cấu hình thì Redmi K20 Pro trang bị cầu chip xử lý Snapdragon 855, RAM là 6 hoặc 8GB, bộ nhớ trong tối đa là 256GB và pin pin lên đến là 4000mAh. Ngoài chip xử lý khủng thì máy còn có cụm 3 camera với camera chính là 48MP, sử dụng cảm biến IMX586 của Sony, còn lại là một cảm biến góc rộng và một cảm biến telephoto. Chúng ta cũng có màn hình OLED 6.39 inch, độ phân giải là Full HD Plus và không hề có tai thỏ hay là nốt ruồi. Theo dự đoán thì Redmi K20 Pro sẽ được bán ra tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới với tên là Xiaomi Mi 9T, với giá bán cao hơn so với phiên bản ở Trung Quốc, nhưng mà chắc chắn vẫn sẽ rất cạnh tranh so với các sản phẩm trong cùng tầm giá. Sản phẩm thứ hai đó chính là Asus Zenfone 6. Cũng vừa được Asus cho ra mắt vài tuần trước thôi thì Zenfone 6 cũng được trang bị màn hình 6.4 inch không tai thỏ, tỷ lệ màn hình mặt trước lên đến 92%. Khá đáng tiếc khi mà cảm biến vân tay của chiếc điện thoại này vẫn nằm ở mặt lưng chứ không được đưa vào màn hình. Về cấu hình thì Zenfone 6 được trang bị chip xử lý Snapdragon 855, RAM là 6 hoặc 8GB, bộ nhớ trong UFS 2.1, 64/128 và 256GB, và đặc biệt là còn có được tích hợp khe cắm thẻ nhớ microSD. Về camera thì Zenfone 6 trang bị hai camera với cơ chế lật xoay 180 độ, biến camera sau thành trước khi cần thiết. Cụm camera này gồm có một cảm biến Sony IMX586 48MP và một cảm biến 12MP góc siêu rộng lên đến 125 độ luôn. Asus cũng đảm bảo độ bền cho cụm camera này khi mà tuyên bố rằng nó hoạt động tốt trong 100.000 lần lật, tương đương với khoảng 28 lần chụp selfie mỗi ngày trong vòng 5 năm. Zenfone 6 còn nổi bật với dung lượng pin khủng lên đến 5000mAh với công nghệ sạc là 18W. Hiện tại thì Zenfone 6 chưa có giá và ngày bán chính thức tại Việt Nam, nhưng mà ở châu Âu thì chiếc điện thoại này được bán với giá khởi điểm cho bản 6GB RAM, 64GB ROM là 499€, tức là vào khoảng 13 triệu Việt Nam đồng. Sản phẩm thứ ba đó chính là Samsung Galaxy A80. Sẽ thật là thiếu sót nếu như mà chúng ta không nhắc đến Galaxy A80, sản phẩm cao cấp nhất thuộc dòng A2019 của Samsung. Tương tự như là Zenfone 6 thì Samsung Galaxy A80 cũng có thiết kế camera xoay lật, nhưng mà có đến 3 cảm biến, gồm có cảm biến chính là 48MP khẩu độ f/2.0 nè, cảm biến 8MP góc siêu rộng 123 độ khẩu độ là f/2.2, cũng như là cảm biến TOF 3D. Thiết kế camera xoay lật giúp cho Galaxy A80 có màn hình trang viên thực sự mà Samsung gọi đây là New Infinity, với kích thước lớn hơn 6.7 inch với độ phân giải là Full HD Plus và tích hợp luôn cảm biến vân tay ở bên dưới màn hình. Về cấu hình thì máy trang bị chip xử lý Snapdragon 730, RAM là 8GB, bộ nhớ trong là 128GB và không có thẻ nhớ microSD. Pin của Galaxy A80 có dung lượng là 3700mAh với công nghệ sạc nhanh 25W. Theo thông tin thì Galaxy A80 sẽ được bán chính hãng tại Việt Nam từ ngày 6 tháng 7 với mức giá là 14.990.000 đồng. Và sản phẩm cuối cùng mà Như Quỳnh muốn đề cập đó chính là Oppo Reno. Reno là dòng sản phẩm mới của Oppo thay thế cho F-Series với hai phiên bản là Reno tiêu chuẩn và Reno 10X Zoom có trang bị camera zoom 10X. Thiết kế của Reno thì khá là đẹp với mặt lưng kính hơi nhím nhém một chút xíu, dãy bóng ở giữa chứa logo Oppo và đèn flash LED. Tiếp đến là thiết kế camera selfie thò thuộc kiểu như là vây cá mập khi mà trồi lên theo dáng vòng cung tròn. Oppo cũng hứa hẹn là độ bền cho cụm camera này với số lần trồi lên thụt xuống có thể lên đến là 200.000 lần, tương đương với khoảng 100 lần mỗi ngày trong suốt trong vòng 5 năm. Về cấu hình thì Oppo Reno trang bị màn hình AMOLED 6.4 inch Full HD Plus với kính cường lực Gorilla Glass 6, cảm biến vân tay trong màn hình, chip xử lý Snapdragon 710, RAM là 6GB, bộ nhớ trong là 256GB. Phiên bản Reno tiêu chuẩn thì trang bị
hai camera sau, bao gồm có 48 megapixel Sony IMX586 cộng với đó là một cảm biến 5 megapixel nhận diện chiều sâu. Còn với phiên bản Reno 10X Zoom thì sẽ có thêm camera tiềm vọng zoom 10X, đúng như là cái tên gọi của sản phẩm này luôn. Và cả hai cũng đều sẽ có hai camera trước với độ phân giải là 16 megapixel, khẩu độ là f/2.2, càng sản Android 9 Pie với giao diện ColorOS 6 độc quyền của Oppo. Và cả hai sản phẩm này đều đã được bán ra tại Việt Nam với mức giá khởi điểm là 12.990.000 đồng. Và vừa rồi là bốn cái tên mà Như Quỳnh nghĩ là những cái sản phẩm này vừa mới được ra mắt và sẽ được nhiều người săn đón ở trong tầm giá khoảng chừng 10 triệu đồng này. Các bạn cảm thấy như thế nào về những sản phẩm này, hoặc là có những sản phẩm nào khác cũng vừa mới được ra mắt và nằm trong cái khoảng giá này mà Như Quỳnh chưa đề cập, hãy để lại comment cùng góp ý với Minh Tuấn Mobile nha. Nếu như mà các bạn cảm thấy video này thú vị và các bạn cảm thấy thích thì đừng quên để lại một like cũng như là ấn subscribe cho tụi mình nha. Còn bây giờ thì Như Quỳnh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau trên Minh Tuấn Mobile. Bye bye.